Tại bò tứ chiến á, nay mình giao cái lô bò nay ngày 15 tháng 9 ngày 20 giao cái lô bò gì cho anh khách này ở Bình Chánh. Bắt gì anh vô béo. Rồi chuẩn bị lên xe đi. Rồi dẫn người dài đó nguyên đó luôn. Sao có con kia mình nếu bán rồi vô trước luôn á. Cũng như con này nãy mua ấy rồi. Con đó giờ kiếm đâu có. 2 triệu được mua làm quen đi, không mua bán nhiều lâu dài. Trời ơi lấy cái gì bự. Bây giờ chị nè, con lấy trắng cho anh luôn. Rồi được bắt được bỏ lại. Đó, rồi vậy. 23. Rồi chẳng được bắt không được bỏ lại. Tôi tại tôi muốn bán cho ông luôn không vậy không? Rồi sẵn rồi đi luôn. Đi. Ra coi kỹ đi, bỏ lại về tiếp à, trong kiếm đâu có. Đó tới nào. Hết luôn. Rồi, để coi còn bắt con nào con nữa.
cơ bắp à, này cơ bắp không thì chín á. Cơ bắp à. Kem. Giao ngô này về đâu, thành phố hả? Bình Chánh. Bình Chánh. Tại bò tư chiến nay ngày 19, ở ngày 15 tháng 9 năm 2020 mình giao nguyên cái lô bò này về cho anh khách ở Bình Chánh. Bắt rồi nó béo rồi. Con phía trong là bò Pháp. Bò B, bò B. Anh chàng đẹp trai tài xế này anh chở đi vào. Đi chở có bà nhỏ theo. Không biết trong gốc tôi đem bỏ tôi rõ sao là không biết rồi.